Xin chào mọi người và nhất là các em gái tuổi kỷ tỵ. Đây là video anh Ban Tử Vi sẽ chia sẻ với các em về cái vận hạn 6 tháng cuối năm của năm Tân Sửu năm 2021. Đầu năm thì em đã có chia sẻ cho các em cái vận hạn tử vi của 6 tháng đầu năm Tân Sửu rồi. Bây giờ thì mình sẽ ráp vào cái phần 6 tháng cuối năm từ tháng 7 âm lịch trở đi. Phần đông thì các em là tỵ dậu sửu, và riêng tuổi tỵ này thì là chịu tam tai năm nặng ở 2019. 2020 thì là tam tai năm nhẹ hơn, và 2021 nhờ có tam hợp tỵ dậu sửu với năm thì là cái tam tai năm cuối. 3 năm này thì người kỷ tỵ gần người ta nói 31 bước qua 33 bước lại gì đó, cho nên nó cũng gặp khá là nhiều cái bất trắc, trục trặc, ngay cả trong gia đạo tình cảm cũng như là cái việc làm ăn. Người kỷ tỵ nữ mạng vốn dĩ rất là giỏi trong cái việc là chèo lái, cương mềm nắng rắn buông trong cái chuyện hôn nhân gia đạo. Tuy nhiên cái vận thế của 3 năm tam tai vừa rồi thì làm cho người kỷ tỵ rất là nhiều điều phiền muộn ở trong gia đạo, những chuyện là không đáng cũng xảy ra. Năm nay tuy là tam tai năm cuối nhưng sao chiếu mệnh là sao La Hầu, một trong những cái phá tinh bậc nhất dành cho nam, nhưng mà rối với nữ thì nó lại đem lại thị phi tai tiếng. Ở trong năm nay thì về công việc thì người kỷ tỵ không quá gặp khó khăn, tuy nhiên là thị phi tai tiếng và buồn phiền trong gia đạo thì không thể nào mà không có. Thì những người mà chịu cái sự chi phối của tử vi năm kỷ tỵ sẽ là những người sinh vào ngày 6 tháng 2 năm 1989 cho đến ngày 26 tháng 1 năm 1990. Đó là những người nữ cũng như nam mà chịu sự chi phối của cái tử vi tuổi kỷ tỵ, mệnh là đại lâm mộc. Như vậy á, năm nay là năm 33 tuổi. Như vậy xét về trụ mệnh, ở trong cái năm Tân Sửu năm 2021, một năm thổ, thì bản mệnh là mộc khắc thổ, chủ về sức khỏe không tốt. Trong năm nên làm việc gì cũng cân nhắc kỹ lưỡng, coi chừng sức khỏe ảnh hưởng đến công việc. Đặc biệt là các tháng như tháng 4 và tháng 10 là hai cái tháng không được tốt đẹp cho lắm về bổn mệnh và sức khỏe của người kỷ tỵ. Tháng 4 vừa rồi là tháng quý tỵ, thì anh đã có chia sẻ ở trong cái vận hạn 6 tháng đầu năm rồi. Nhờ có tháng thủy tương sợ mộc thôi, chứ còn về công việc, về tình cảm gia đạo thì đều không được tốt đẹp. Tháng 5 này thì khá là ổn đỏ hơn ha. Rồi, sao chủ của năm là sao La Hầu, người ta gọi đây là một hung tinh chủ mang đến những điều dữ, tai nạn, thị phi, tranh cãi, pháp luật, hao tài, bệnh tật liên quan đến máu huyết. Sau này á thì cái thiên tính, cái tính năng hỗn sược của nó, cái tính năng mà gặp hung hại thì nhiều, nhưng mà chủ cho nam, chứ còn nữ thì nó cũng giảm đi một phần. Rồi, người kỷ tỵ á thì cái sao La Hầu nó phát triển mạnh nhất là tháng 1 và tháng 7. Đây là một cái hung tinh, cho nên là người hung tinh mang hành kim và người mệnh mộc như là kỷ tỵ thì hung hại nó sẽ lớn hơn một chút so với những người tuổi khác mà mang cái sao La Hầu. Hạn Diêm Vương, hạn này là bệnh đường máu huyết, thai nghén thể rất là kiên kỵ, đặc biệt nếu các em có thai ở trong năm này, nhờ có tam hợp nhưng mà thai nghén nó cũng hành mình dữ dội. Gặp hạn Diêm Vương chủ về gia đạo thì có bất hòa đó, người ta nói nếu mang thai thì gặp nhiều bất lợi. Tuy nhiên hạn này là mưu cầu làm ăn, kinh doanh thì không có phải là xấu. Hạn này chủ yếu về bệnh. Vận niên do là đang ở trong 3 năm tam tai, cho nên vận niên là vận niên mã ngộ đau, tức là con ngựa bị thương. Gặp vận niên này á thì nó phải biết kiềm chế, điềm tĩnh ở trong mọi cái công việc, dễ gặp cái chuyện thất bại. Tốt nhất không nên cạnh tranh với ai, làm tốt trách nhiệm công việc bản thân, công việc làm ăn nên duy trì và cái cũ thôi, không có nên phát triển cái gì mới ở trong một năm như này. Vận tốt lên sẽ vận nó sẽ tốt lên từ từ sau tháng 7 âm lịch. Kế hoạch phát triển ở thời điểm đó là sẽ tốt đẹp nhất về công việc, chứ đừng phát triển về đầu năm. Cái đó là về vận niên. Còn thiên can thì
Kỷ Tân không xung không hợp là trạng thái cân bằng tùy chủ về mặt tử vi, cho nên là công việc với cái những cái cũ phát triển thì không có vấn đề gì phải suy nghĩ. Tỵ Sửu thì thuộc nhóm tam hợp Tỵ Dậu Sửu, tốt đẹp ở trong cái gia đạo tình cảm. Nhờ cái tam hợp này có sẽ thể hóa giải bớt cái sự xung khắc của địa chi về tam tai, cho nên gia đạo có buồn thì có trục trặc nhưng không đến mức là tan vỡ chia tay ha. Rồi đó là tử vi xét chung ở bên ngoài, bây giờ mình sẽ vận từng tháng vào những cái tháng còn lại trong năm Tân Sửu năm 2021. Thì anh đã làm tới tháng 6 rồi, bây giờ mình sẽ ráp vô tháng 7. Tháng 7 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Bính Thân. Tháng này người Phật giáo hay gọi là tháng cô hồn, tháng xá tội vong nhân. Người Kỷ Tỵ có mắt âm dương, tháng này hay dễ thấy bậy thấy đồ lắm, nhưng mà chuyện đó không có sao. Năm nay không phải là một cái năm đến mức như năm 2019 là dễ thấy chuyện bậy, rồi từ cái chuyện bậy đó suy ra người ta phá toái mình. Đây là một năm có thể thấy nhưng mà không vấn đề gì với bản thân mình hết. Tháng Bính Thân là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh, người mệnh mộc của Kỷ Tỵ gặp tháng hỏa là sinh xuất bổn mạng, bổn mạng và sức khỏe bị suy hao. Đặc biệt phúc tinh và tài tinh sẽ phải suy hao ở trong cái tháng như thế này. Thiên can Kỷ Bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm của Mậu Kỷ là thổ và nạp âm của Bính là hỏa. Như vậy là đây là nạp âm ngũ hành được tương sinh, cho nên tháng này có thể công việc có sinh tài lộc nhưng không lớn, đừng có quá mong cầu gì. Địa chi Thân Tỵ nằm trong bộ tứ hành xung dần Thân Tỵ Hợi. Nhưng cái bộ tứ hành xung này cũng rất hay khi Thân Tỵ cũng là lục hợp. Dựa vào những cái như thế này, nếu như đây là một năm không phải năm tam tai thì đây là một cái địa chi có thể là tốt đẹp. Tuy nhiên đây là năm tam tai cũng đừng có mong cầu gì. Tháng này thậm chí là sẽ có lục đục ở đầu tháng và cuối tháng thì nhẹ nhàng hơn trong tình cảm gia đạo của người Kỷ Tỵ nữ mang. Rồi tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng này là tháng trung thu của năm Tân Sửu. Tháng trung thu sẽ là tháng Đinh Dậu, tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh, khi mộc của mình sinh xuất tháng y chang tháng 7, tháng này sức khỏe và bổn mạng bị suy hao. Phúc tinh và tài tinh vì thế cũng sẽ suy hao đi một tí. Ok. Thiên can thì cũng khá giống với lại tháng 7 khi sao Kỷ và Đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tùy chủ về mặt tử vi. Nạp âm của Kỷ vẫn là thổ và nạp âm của Đinh là hỏa. Đây là nạp âm ngũ hành thiên can được tương sinh, tốt cho tài lộc một chút xíu. Ok. Công việc thì không quá khó khăn. Tháng này rất là tốt đẹp ở phần địa chi khi Tỵ gặp tháng Dậu nằm trong bộ tam hợp Tỵ Dậu Sửu. Đây là dấu hiệu gia đạo tình cảm nhiều niềm vui, tốt cho các mối quan hệ trong công việc. Có thể nói như tháng này gặp việc gì đó không tốt đẹp thì dễ gặp quý nhân hoặc là bạn bè giúp đỡ mình qua cái nạn khó khăn ha. Rồi tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng 9 âm lịch là tháng Mậu Tuất. Tháng Mậu Tuất là tháng mộc. Như vậy xét về trụ mạng là mộc đồng hàng. Bản mệnh tốt, sức khỏe không gặp khó khăn. Phúc tinh và tài tinh vì thế cũng không bị hạn chế cái tác dụng của mình. Rồi thiên can Mậu Kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Cả Mậu lẫn Kỷ thì nạp âm ngũ hành đều là hành thổ, cho nên tháng này công việc cũng không có quá nhiều cái sự xung khắc khó khăn. Địa chi Tuất với Tỵ thì tự chủ bình hòa, không hình không hại, cho nên gia đạo tình cảm của tháng này nhờ cái tháng 8 tốt chuyển qua tháng này chắc cũng tốt đẹp luôn, không có vấn đề gì quá lớn cho người tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng ở trong tháng này ha. Tiếp đến đó là tháng 10. Tháng này là hồi nãy mình đã nói là nó sẽ không tốt đẹp cho lắm khi cái sao La Hầu nó cũng tác dụng khá nhiều ở trong tháng này. Tháng 10 là tháng Kỷ Hợi. Tháng Kỷ Hợi là một tháng mộc. Như vậy xét về trụ mạng khá giống tháng 9 khi mộc đồng hàng, bổn mạng sức khỏe tốt, phúc tinh và tài tinh cũng không bị mất đi tác dụng của mình. Thiên can chữ Kỷ của Kỷ Hợi và chữ Kỷ của Kỷ Tỵ là đồng hàng, cho nên công việc cũng hanh thông, không có cái gì phải quá lớn, dù rằng cái sao La Hầu nó có phát huy tác dụng đi nữa. Sao La Hầu phát huy tác dụng ở trong tháng này thì phần nhiều nó nằm ở
việc gia đạo tình cảm, hoặc là các mối quan hệ trong công việc, hoặc là giữa đối tác hoặc là sếp với lại lính, mình là lính ha, quan hệ không tốt đẹp với sếp. Tại sao? Vì địa chi của tháng hợi gặp tỵ, người ta nói dần thân tỵ hợi nó nằm sát nhau trong bộ tứ hành xung, và người ta gọi đây là chính xung hoặc lục xung. Cho nên là phải cẩn thận các cái chuyện không vui trong các mối quan hệ gia đạo tình cảm, đặc biệt là trong đối tác làm ăn. Cẩn thận, tháng này ai hỏi mượn tiền say no bằng mọi giá, dù là người đó có thân tình mình với mấy, thì tháng này ra tiền là mất, không có có giữ lại được đâu, thậm chí mất luôn mối quan hệ đó. Rồi tiếp tục là tháng 11 của năm Canh Tý năm 2020, quên, năm Tân Sửu năm 2021 là tháng Canh Tý. Tháng Canh Tý là một tháng thổ, như vậy tháng này sẽ không tốt đẹp cho bản mệnh. Vì sao? Vì mệnh mộc sẽ khắc tháng, bản mệnh khắc tháng, cẩn trọng bổn mạng sức khỏe không tốt đẹp ha. Thiên can canh kỹ thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng từ chủ về mặt tử vi. Canh tân thì thuộc kim, kỹ thì thuộc thổ, đây là nạp âm ngũ hành bị sinh xuất, cho nên tháng này rất dễ suy hao tài lộc, nhưng nhỏ hoặc là nằm trong cái sự tính toán của mình đầu tư. Ok, tháng này tốt về đầu tư đó, tháng này người ta hỏi mượn tiền cũng có thể cho ra được, vì nó là sinh xuất sẽ gây suy hao không đến nỗi nào. Địa chi tỵ tý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cho nên gia đạo tình cảm trong tháng 11 sẽ không có quá nhiều xấu đối với người kỷ tỵ nữ mạng đâu, đừng có lo lắng gì. Rồi tiếp tục là tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021, chính là tháng Tân Sửu luôn, tháng Chạp. Tháng này là một tháng thổ nữa, như vậy xét về bổn mạng thì người mệnh mộc gặp tháng thổ là bổn mạng bị suy hao. Tháng này cẩn thận xây sát tay chân với cái hạn phần tiền, là hạn dễ dẫn đến bệnh, cho nên tháng này người kỷ tỵ chuyển vận chuẩn bị sang cái năm Nhâm Dần, cho nên cẩn thận bổn mạng và sức khỏe tháng này giùm mình một tí xíu. Rồi tiếp tục, tân kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi của thiên can. Nạp âm của tân vẫn là kim, kỷ là thổ, đây là nạp âm ngũ hành bị sinh xuất của thiên can, cho nên tháng này cũng giống tháng 11, cẩn trọng một chút về suy hao tài lộc mọi thứ. Tuy nhiên tháng này địa chi thì tốt đẹp, vì sao? Vì người tuổi tỵ gặp tháng sửu là nằm trong bộ tam hợp tỵ dậu sửu. Tháng này có thể là gia đạo tình cảm nhiều cái chuyện vui. Dù sao đi nữa tháng này là tháng chạp, tháng mà gọi là tháng tết, năm hết tết đến thì dĩ nhiên là có thể buồn phiền ở đầu nửa tháng đầu, nhưng mà nửa tháng sau khi tất cả phải chuẩn bị cho một cái tết đón một cái năm Nhâm Dần nhiều cái thuận lợi hơn, thoát ra khỏi 3 năm tam tai của người kỷ tỵ, thì mình nghĩ rằng đây là tháng chuyển vận, gia đạo tình cảm sẽ tốt cho người kỷ tỵ nữ mạng. Như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ đến các em kỷ tỵ nữ mạng những cái thông tin cơ bản về tử vi vận trình của 6 tháng cuối năm năm Tân Sửu năm 2021. Bên cạnh những cái điều khó khăn trúc trắc bởi cái sao La Hầu đem lại cho mình, cũng như là cái vận tam tai năm cuối, thì còn đó những cái tháng vận trình vẫn tốt đẹp. Đặc biệt trong cái khoảng thời gian 6 tháng cuối năm thì phải cẩn thận giùm mình tháng 10. Có nhiều cái sự xung khắc trong cái thị phi tai tiếng và những cái mối quan hệ với đồng nghiệp, với cấp trên, cho nên cẩn trọng cái tháng 10 một chút xíu, còn lại thì khá là thuận thành. Dù sao đi nữa tam hợp của năm tỵ dậu sửu sẽ phần nào hóa giải bớt đi cái xung khắc của tam tai, chỉ sợ xấu ở những cái tháng mà cái sao La Hầu nó phát huy tác dụng mạnh mà thôi. Hy vọng rằng những cái thông tin mà anh chia sẻ sẽ giúp các em có được một cái định hướng nhất định mà đưa ra trong cái năm Tân Sửu, một cái năm mà vận thế rất là xấu, có nhiều cái sự gọi là tật ách, bệnh tật, rồi gọi là thiên tai lũ lụt, hạn hán ở phía trước. Hy vọng rằng các em ứng dụng nó tốt để có một năm dù là năm tam tai vẫn có nhiều cái thành công tốt đẹp. Các em xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi Và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở đây. Đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.